Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cháy lớn tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Weha Việt Nam thuộc khu công nghiệp Sông Công 1, khiến cho nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, công nhân xưởng sản xuất kìm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Weha Việt Nam nghe thấy tiếng nổ lớn trên phần mái, sau đó lửa lan nhanh, bao trùm lên toàn bộ khu vực nhà xưởng của công ty. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong xưởng sản xuất đang có khoảng 200 công nhân. Khi phát hiện cháy, công nhân ở trong xưởng đã di tản ra khu vực an toàn. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng với hàng chục xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các nhà xưởng xung quanh. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản, máy móc, thiết bị tại nhà máy bị thiêu rụi, thiệt hại nghiêm trọng. Cứu hỏa không đến à?